Xin chào các bạn Tôi là bác Thám Phong Thủy Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề liên quan đến vấn đề Có nên cơi nới, xây dựng, cải tạo nhà hay không? Ở đây chúng ta sẽ xét cái vấn đề xây dựng, cơi nới, cải tạo nhà có hai cái trường hợp. Thứ nhất là thay đổi từ tốt sau khi cải tạo biến thành xấu và trường hợp thứ hai nhà đang xấu vận khí kém sau khi thay đổi vận nhà nó đi lên để biết được cái vấn đề này tốt xấu ra sao thì chúng ta phải hiểu một căn nhà được xây dựng vào một thời điểm nào đó nó có một cái giấy khai sinh và cái thời điểm nó sinh ra trong năm nào năm đó thuộc về vận nào từ đó có thể suy luận được ra cát hung đồng thời một cái căn nhà các cái vị trí cổng cửa công năng sử dụng của nó trong bên trong cũng như bên ngoài nó là cố định nếu như chúng ta sửa chữa cây nới thêm bớt thì đương nhiên cái thiên tâm tập đạo nó bị thay đổi nói ngắn gọn là cái tâm của cái nhà đó nó bị biến đổi bởi vì bất kể nhà của các bạn nó là hình thù gì bước đầu tiên là xác định được hướng nhà tọa hướng của nhà bước thứ hai là xác định được tâm nhà để từ đó biết được các cái vị trí công năng sắp xếp trong đồ hình 360 độ nó vào vị trí tốt hay là xấu đó là một cái căn nhà nhưng sau khi chúng ta vì một lý do nào đó sửa chữa thay đổi lại cái hình trạng của cái nhà nó đang vuông thêm một phòng thì bỗng dưng nó trở thành thò thụt nó lại biến thành chữ l chúng ta thêm một phòng phía trước hoặc là phòng phía sau thì cái tâm của nó tâm của cái nhà mà sau khi đã cơi nới xây thêm thì nó lại biến đổi nó thay đổi lại vị trí từ đó sẽ biến đổi theo các cái vị trí công năng trong nhà nó không còn ở cái vị trí đầu tiên nữa chính vì thế mà họa phúc nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái yếu tố mình sắp đặt nó đúng hay nó sai tôi nói ví dụ cái tâm nhà đấy nó bị thay đổi đi đấy thì các công năng nó cũng bị chuyển sang vị khí khác nói ở đây các bạn cũng phải hiểu này này nó chuyển sang vị khí khác không phải là cái vc hoặc là cái cầu thang nó chạy đi mà gì do cái tâm nhà nó khác thì dẫn tới cái vị trí của các vật thể so với cái tâm nhà nó bị thay đổi ví dụ các bạn đặt một cái vc để phốt một cái vật gì nào đó mà nó ở phía tây chẳng hạn nó vào sơn nhà cũ thì nó vào sơn tân nhưng vì cái lý do là các bạn cơi nới thêm một cái phòng ốc nữa có khi nó so với tâm nhà thì cái vị trí của cái vc đó nó lại rơi vào sơn tuất chẳng hạn hoặc là rơi vào sơn càn hoặc nó lại chuyển dịch sang bên kia là sơn dậu hoặc là xa một tí nữa nó lại là sơn thân của phía tây nam thì bỗng dưng họa phúc nó thay đổi hoàn toàn nếu như cái VC đó ở Tân Nó không phạm vào vào ai cả Nhưng nếu như các bạn thay đổi tiêm phòng ốc mà Nó lại chuyển sang phía Tây Bắc vào Sơn Tuất Ví dụ trong gia đình đó lại có một người tên là là tuổi Tuất chẳng hạn Thì sau khi cải tạo thì cái người tuổi Tuất đó chắc chắn sẽ có cái vấn đề bị ảnh hưởng trực tiếp Bởi vậy chúng ta phải rất cân nhắc có những cái nhà đang ăn đi làm ra nhưng vì xây thêm những cái phòng ốc cơi nới sửa chữa khác đi thì đang đang tốt lại hóa thành là hung họa có những nhà hướng nhà của đang tốt nhưng vì mua được đất chẳng hạn của nhà bên cạnh thông luôn sang à, với nhau thì cái hướng nó cũng bị chuyển chuyển dịch, nó cũng bị thay đổi lại về cái hướng nhà, tọa hướng nó cũng cả cũng bị khác nhau. Lúc đó không phải là ở cái hướng hướng tốt nữa mà khi nó chuyển thành hướng xấu và cũng ngược lại nhà đang bị cái hướng xấu nhưng cơi nới thêm nhưng nó theo đúng phép tắc của nó từ xấu lại chuyển thành tốt. Cho nên cái vấn đề này không thể đơn giản mà có thể làm được. Bởi vậy, có những nhà diện tích nó bé thì chắc vá thêm một cái cái phòng ABC nào đó cũng dẫn tới những cái bất lợi hoặc có những cái nhà đang bình thường là cái nhà đó nó đang ổn định nhưng do cái yếu tố là tiện ích xây thêm của một phòng nào đó là vc khép kín xây thêm một cái phòng vc khép kín tự nhiên nhà đang ổn định xây thêm một cái cái phòng vc khép kín của một cái phòng nào đó dẫn tới những cái phạm về phong thủy đặc biệt lại rơi vào tuổi sinh tìm tức là si rơi vào tuổi năm sinh của thành viên trong gia đình đặc biệt là tuổi của bố hoặc là của mẹ cũng dẫn tới những cái vấn đề bất lợi tóm lại muốn cơi nới hay sửa chữa thêm bớt cũng cần phải có cái nguyên tắc tu bổ thời gian như thế nào cho nó phù hợp cần phải tránh như này này bất kể là xây dựng ngay sửa chữa hay là cải tạo thì phải tránh được cái phương vị cái năm đó nó phạm về ngũ hoàng đại sát mậu kỷ đô thiên sát hoặc là nơi đó là nơi tam tam sát đặc biệt là ngũ hoàng đại sát là chiều cái phương đó đồng thời cái năm đó chủ nhà lại phạm tam tai hay là học là phạm thái, thái tuế thì trong cái thời gian xây dựng có thể nó không xảy ra cái vấn đề gì, nhưng sau khi xây dựng cải tạo nó bất lợi. Bởi vì sao? Hàng tháng, 12 tháng nó đều có những cái phương vị là uh, sinh khí và những phương vị xung với thổ khí thì cũng cái phép tắc này không phải là mê tín dị đoan đâu, bởi vì qua hàng ngàn năm người ta đúc kết ra thì nó phải có một cái cơ sở. Chính vì vậy bất kể xây mới, cải tạo hay sửa chữa nó cũng phải có cái nguyên tắc, có một cái phép tắc, có trình tự cho nó chuẩn mực và đúng đắn. Nếu như chúng ta thêm một cái phòng ốc mới thì tâm nó sẽ thay đổi. Để quyết định cái việc này thì chúng ta phải tính ở từ trong cái tâm của nhà mình đấy để mình xác định nếu như mình thay thêm cái phòng này hoặc mình mở thêm cái cửa cửa phụ cửa sổ ở vị trí ABC nào đó nó có vi phạm hay không tránh cái trường hợp là nhà ta ta cứ xây ta có tiền thì ta cứ cứ mở mang có khi nó không sao nhưng không may cái vận của thằng người nó đã xuống nó đã kém kết hợp với vận nhà nữa lại cũng đã kém nữa mà lại sửa chữa nó không có phép tắc nó không có đúng đúng nguyên tắc của nó Đấy, bỗng dưng bằng không xảy ra bao nhiêu các cái chuyện lúc đó hối cũng không thể kịp được nữa bởi vậy mà trong cái cách phép tu bổ nhà cửa ấy, nói thì rất đơn giản nhưng nó lại hoàn toàn rất phức tạp tôi khuyên các bạn này này xây nhà mới mặc dù tôi nhắc lại rất nhiều các clip tôi đã, đã nói xây nhà mới hoặc cải tạo nhà nhà cũ thêm phòng phòng ốc nới rộng ra thông thêm tầng vân vân đặt thêm các cái công năng sử dụng thì phải vẽ trên đồ hình 360 độ để xác định ra gì nó có lợi hay là không bởi vì sao mọi thứ đều phải có một cái nguyên tắc một cái trật tự các bạn sửa chữa xây dựng nên nắm theo cái nguyên tắc loan đầu kết hợp với khí lý khí đồng thời cũng phải kết hợp nhiều các yếu tố ví dụ như tôi nói có những cái trường phái của bắt chạy kẻ hay là huyền không đại quái chẳng hạn cái cửa của bạn nó nó an ở 24 phòng phúc đức nó đang tốt nhưng bởi vì các bạn thay đổi lại cái tâm của cái nhà thì nó đang ở tốt phúc đức chẳng hạn khi nó trở thành chữ bại tuyệt chẳng hạn hoặc các bạn mở thêm một cái cửa phụ nó lại vào cái bát sát này là huỳnh tuyền đó là những cái yếu tố các bạn không thể coi coi thường được đâu à, chính vì thế hôm nay tôi phát cái clip này này để cũng giải đi giải tỏa cho một số cái thắc mắc là xây dựng sửa chữa nó có tốt hay xấu tôi nhắc lại có hai trường hợp một là đang xấu trở thành tốt hai là đang tốt trở thành xấu Chính vì vậy Mọi thứ phải dựa trên cái nguyên tắc Về không gian, thời gian Cho nó phù hợp Nó phải có cái phép tắc Tránh cái trường trường hợp Đang vuông vức trở thành Thọ thụt Đang tốt trở thành suy Chính vì thế Trước khi làm nếu như có điều kiện thì nhờ những cái người am hiểu về phong thủy, người ta điều chỉnh cho cũng là tốt. Cái thứ hai, phải chọn cái thời điểm xây dựng sửa chữa nó phù hợp, nó không bị xung với tổ khí là tốt nhất. Và thay đổi thiên tâm tập đạo nó phải đúng thời điểm, đúng thời gian. Nếu như những cái gia đình mà xây trong một cái vận nào đó kể cả vẫn còn vận nhưng vận khí của gia đình nó quá kém thì cũng là cái hình thức thay đổi thiên tâm tập đạo bằng cái hình thức thay đổi nền nhà hoặc là lợp thêm tầng mới hoặc là thêm các cái phòng khác để biến hung thành cát tuy nhiên cái việc này là phải có những cái kiến thức mới có thể đạt được những cái hữu ích nhất hôm nay tôi phát cái clip này hy vọng những bạn nào vì cái yếu do lý do cần phải thêm bớt phòng ốc hoặc sửa chữa, cải tạo thì cũng nên chú ý những điểm như sau. Thứ nhất, trước khi làm phải áp cái nhà của mình vào cái đồ hình 360 độ và xác định được cái phương hướng tọa độ nào nó không bị ảnh hưởng tới các cái thành viên trong gia đình, đặc biệt là tuổi bố, tuổi mẹ và tuổi con, tuổi cái. Cái thứ hai là xác định cái vị trí đó nó đón nạp những cái khí gì qua đó mới có thể thay đổi được đồng thời cũng phải chọn cái thời gian cũng tưởng là gọi là không gian và thời gian nào nó phù hợp với xây dựng cải tạo và sửa chữa, chữa tránh phạm vào những cái đại sát <laughs> mà sau khi làm xong nó lại trở lên bất lợi hy vọng qua đây cũng giúp các bạn hiểu được một phần nào là nguyên tắc là xây dựng cải tạo mới nhà cửa nó đều dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản là không gian và thời gian phải yếu tố thiên địa nhân nó phải hợp nhất giúp gia đạo ngày càng phát triển chúc các bạn một ngày tốt lành